ra ngoài ăn hết khánh á. Khánh ra ăn hộp thịt lộn nướng à, nướng này nè, ôm lại coi nướng nó ngon nè. Còn cái này là cơm nam, cơm lam đấy. Cơm lam chứ không phải nam, cơm rồi. Lam cơm lam là bỏ trong cái chè, cái chè đó. Vâng, cái chút, cái chút hả? Chút bự dữ vậy em. Vâng, đó đẹp chưa? Đó nè nè, xích xích lại nè, xích lại đây, đưa xích lại đây cho anh chị nhìn nhé. Xích lên bỏ vô đây cháy máy của chị à, đó nhìn ngon không? À, nhìn ngon biết ăn ngon không thì ngon nhé. Đây là thịt à, cái này là thịt bò cuốn cải, cái này thịt lợn. Thịt lợn hả? Chứ không phải thịt heo à? Thịt lợn, thịt heo. Như trong chị là gọi là bằng thịt heo. Nhưng mà đây em là con này chín chưa? Để đến đây cho nó hơi ngà ngà vàng ăn nó ngon. Em có tay em sạch không? Em dẹt vô ghê quá. Sạch chứ. Hồi nãy đằng kia mới đụng xe em. Chị nhìn nha, chị thấy cái xe màu đỏ chị hết hồn luôn rồi. Chị thấy em mới chạy cái dèo ra đó mà từ ngay cái banh cái nhìn nha, thấy xe màu đỏ hết hồn rồi. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Giúp mình đem ăn cơm. Bấm chưa? Đang bấm luôn á. Tại vì muốn cho vô một cái gì đó. Ở đây có luôn cả bắp nướng nè, khoai nướng luôn. Đầy đủ hết. Đây là hạt dẻ nè. Hạt dẻ. Còn cái kia là chả cá hồi. Chả cá hồi, còn cái chín dừa nó đỏ không hiểu. Chả cá hồi cái đấy là. Còn cái này cái cơm lam cơm là với lại cái mè là gì nè. Cái muối vừng. Muối vừng. Đó, sợ chưa? Đầy đủ hết gia vị. Đậu phộng mà em. Hột lạc chứ, gọi là hột lạc. Ủa vừng á, vừng là mè mà. Mè đậu phộng thấy không? Đậu phộng mà hột khác. Đúng là đậu phộng ngồi trong nào là đậu phộng. Cái em kêu là gì? Hột lạc kêu hột lạc. Mà nãy chị nghe vừng chị tưởng là cái mè. Đang ngồi thưởng thức cơm lam nè, trời mưa nè. Hên quá mới đi chơi về đó chứ. Dạ, mưa nè. Mưa sa pha. Cái này nó ngày nó có 6 mùa. Ủa mới có người nói 4 mùa vậy, em nói 6 mùa. Hạ Vu Đông. Thông tin chị cứ ra cái biển. Từ đây ra cái chỗ mà nó bây giờ ăn cá hồi với cá mực. Khánh nó dứt hết cây cơm la mà lá hồi nó ăn mồi thôi. Con nè chị ạ. Nghe tiếng mưa rơi nè. Lâu lắm mới ngồi được hàng quán để ăn. Lộ là người đâu chị ăn. Ăn quán rồi nghe mưa rơi kiểu này nè. Đây là trứng vịt á. Có trứng gà lộn không? Không. Đây trứng gà là gà. Trứng gà bình thường đấy hả? Trứng gà luộc thôi hả? Trứng gà luộc rồi bỏ nướng. Đang nướng là nướng này đem về đóng hả? Đấy, nướng thì cứ để đây em nướng nha. Ủa đợi gần đi đâu mà mua. Đi nào ấy? Vậy mưa đi đâu? Không đi hả? Thì đợi chút xíu coi hết mưa không? Trời cho lẽ mới có 6 giờ mấy đi về ông ơi. Dầm. Rồi có mưa kìa. Ầm ì nữa chứ, rầm nữa chứ. Về tối nay hết ngắm trăng rồi, sao ra Hằng Hiên ngắm trăng đây. Chị đó mưa gió cái chị lo quá, ngồi cứ làm nhảm hát rồi nói. Ôi khét ơi, ăn cái này chắc ăn ngon chứ. Ôi khét ăn bị ung thư á em. Đây từ ngôi đây chị ạ. Ủa cái đó sao nó rụng miếng em? Nãy chị thấy 4 miếng giờ còn 3 miếng nè. Nó rớt dưới hả? Nó rớt chị. Bắt đàn. Yên tâm, trừ tiền.
bi luôn. Ôi trời ơi, giờ hư rồi. Hạ chị với là chị Khánh đánh nhau á. Khánh, cho anh với Khánh đánh nhau nó còn 3 miếng. Trời ơi, giờ đòi miếng khác đi. Chứ sao? Trừ tiền, trừ tiền. Không, không muốn ăn á, em hiểu không? Trừ tiền. Mình là ăn tiền nữa. Thôi thôi, không ăn nữa đâu. Ồ, muốn chết rồi em. Bớt tiền lại hả? Biết đâu. Không sợ gì đâu. Ăn mấy chấm tường đó đó. Nè, bớt đi. Bớt đi. Ăn đi. Ăn thử đi. Thơm thơm. Ăn đi. Có mực không? Mực mực ở bên trong. Dạ ở ngoài là bên trong. Ở ngoài là bột. Bên ngoài là bột. Trời bột có bột nhiều hơn mực ạ. Ra có hửa thấy mùi mực không? Hay là ăn mất tâm mất tích rồi. Mùi mực đàng hoàng cũng không phải là mùi mực. Rồi dớt hết miếng rồi còn là 3 miếng rồi quấn trong tơi bạc. Gì? Cứ một que là nhiều. Ê, quên, hôm nay tôi ăn kiểu thịt. Ừ, mém tí bị phá rồi. Yeah. Bị phá rồi. Quay phim á, quay cho ông Lam nè, ông Lam nói vậy nè. Là cơm mình bỏ vô hay là nấu xong rồi mình mới nhồi vô chị? Ngâm gạo xong cho vô, xong rồi bịt cái ống lại bỏ vô nồi nấu nước sôi xong cho vô. Nhìn thấy ngon lắm nè. À. Mà đóng nếp rồi chị. Ngồi cho nếp. Ăn chứ rồi sao thở cái khói ta? Thằng Viên nó thở ra khói. Thở mà mầm luôn. Đó lạnh dữ đâu ha. Lạnh vậy chứ cũng lạnh. Tại vì nãy giờ mình chạy á. Chị bán đây được lâu chưa? Bây giờ ở đây là mười mấy, hôm nó kêu buổi tối mới xuống được 18 độ. Bây giờ cũng nóng. Hơi nước dạ mầm luôn á.